Thưa quý vị, hiện nay một số ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây và nhiều bệnh nhân F0 thì cũng cho biết rằng họ chỉ ở nhà, không ra ngoài mà vẫn bị lây bệnh. Vậy câu hỏi đặt ra là nguồn lây đến từ đâu? Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương ngay sau đây, chúng ta sẽ có được những gợi mở cho vấn đề này. Xin kính chào Phó Giáo sư. Thưa Phó giáo sư có thể giải thích thêm cho tất cả các quý khán giả biết rằng nguồn lây từ đâu cho các bệnh nhân nhiễm F0 ngay cả khi họ ở nhà giãn cách mà không đi ra ngoài ạ? Chào các bạn. Đúng như vậy. Có thể chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thực hành tốt giãn cách và 5K nhưng vẫn có thể trở thành F0. Điều đó tôi khẳng định là sẽ vô cùng hiếm nếu chúng ta làm tốt. Và chúng ta chỉ có thể trở thành F0 khi mà có một số những cái kẽ hở mà không chuẩn. Chúng ta có thể kể ra 3 cái nhóm sau đây. Nhóm thứ nhất là chúng ta đi ra ngoài trong trường hợp cần thiết, ví dụ như đi mua thuốc, ví dụ đi mua thực phẩm, đi chợ, nhưng mà chúng ta thực hiện khẩu trang có thể không tốt, chúng ta khử khuẩn không tốt, chúng ta thực hiện giãn cách cũng chưa tốt, tiếp xúc dưới 2 mét, thế rồi có thể lại ngồi câu chuyện nọ câu chuyện kia mà tiếp xúc gần. Những điều đó có khi chúng ta lại không để ý và điều đó có thể dẫn đến tình trạng chúng ta bị lây nhiễm. Cái điểm thứ hai là có thể do những vật dụng đem vào nhà chúng ta. Ví dụ chúng ta mua hàng online, các shipper đến và chúng ta tiếp xúc không chuẩn mực, không đủ giãn cách. Rồi các cái gói hàng chúng ta tiếp nhận thì có thể những gói hàng đó chính là những cái nguồn mà đem đến cho chúng ta. Và cái nhóm thứ ba là trong gia đình chúng ta sẽ có những người cũng đi ra ngoài. Và đi ra ngoài thực hành không chuẩn cũng chính là những người đem virus về nhà chúng ta. Đó là 3 cái nhóm mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Có thể chúng ta nghĩ rằng đã chuẩn rồi nhưng mà chúng ta vẫn có thể trở thành F0. Vâng, vậy thưa Phó Giáo sư, vậy bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt 5K thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để tăng khả năng không tiếp xúc với virus khi có việc bắt buộc phải ra ngoài ạ? Thì chúng ta phải căn cứ vào 3 cái nguồn mà chúng ta có thể bị. Thứ nhất là bản thân chúng ta. Khi chúng ta đi ra ngoài chúng ta phải thực hiện thật nghiêm. Nói thực sự 5K phải là 5K. Tôi lấy ví dụ đi ra đường mà vào thang máy là một nguy cơ nhất. Thang máy mà chúng ta đi đông người thì tuyệt nhiên đeo khẩu trang hết sức quan trọng. Lúc đấy đừng nói chuyện gì trong thang máy nữa. Và tốt nhất là sẽ đi thang bộ, nhưng mà những cái tầng rất cao thì không thể đi thang bộ được. Thì cho nên đấy những cái phần về chung cư thì chúng ta phải thực hành cho nó chuẩn. Tất cả những cái nút bấm ở thang máy cũng là những nguy cơ. Tất cả những cái chỗ mà chúng ta sờ sào về các đồ đạc ở siêu thị, ở tất cả chỗ đều là những cái chỗ nguy cơ. Và ở nhà cũng tương tự như thế. Khi về nhà chúng ta cũng phải thực hành chuẩn. Ví dụ như động tác về nhà chúng ta phải vệ sinh tay như thế nào, chúng ta phải đem những đồ đạc về như thế nào, giày dép chúng ta phải để như thế nào, đặc biệt là chúng ta phải tháo khẩu trang ra như thế nào, sử dụng những các cái biện pháp về vệ sinh, rửa xà phòng, các thuốc khử khuẩn, vân vân. Giờ điểm thứ hai là những cái vật dụng có thể đem đến SARS-CoV-2 cho chúng ta thông qua con đường, ví dụ như là những người đưa đến, như là shipper, chúng ta mua hàng online, thì chúng ta phải coi rằng tiếp xúc những cái người mà đem hàng đến cho chúng ta phải hết sức là giãn cách. Cho nên những cái vùng mà khu vực vùng xanh ấy, thì chúng ta thấy rằng là đồ đạc không được đem vào nhà mà chúng ta phải để ở tại chỗ cửa, cái chỗ cửa đón của vùng xanh để bảo vệ cho vùng xanh. Cái điều đó nó cũng hết sức là đúng đắn. Và chúng ta phải coi những cái đồ đạc đó cũng chính là những cái nguồn gốc, có thể là nguồn gốc của SARS-CoV-2. Vậy chúng ta phải vệ sinh cái đồ đạc đấy, chúng ta mở những cái gói hàng đấy như thế nào cho nó an toàn. Chúng ta có thể sử dụng cái thuốc xịt khuẩn để chúng ta vệ sinh cái bên ngoài cái bao bì, đấy cũng là một cái điều cần thiết nếu chúng ta cảm thấy là không yên tâm. Thế và điểm thứ ba là ngay trong gia đình chúng ta phải nhắc tất cả mọi người trong gia đình phải thực hành chuẩn, chứ không phải bản thân chúng mình một mình thực hành chuẩn là đủ, mà phải tất cả mọi người được thực hành chuẩn. Là đi ra ngoài thì phải cần thiết như thế nào, thực hiện 5K như thế nào, khi về nhà đảm bảo vệ sinh như thế nào. Ở đây chúng tôi muốn nói lưu ý một cái điểm nữa là khi về nhà thì nếu cảm thấy rằng hôm nay mình có một cái tiếp xúc gì đó nguy cơ, cảm thấy không yên tâm, thì cái việc vệ sinh là hết sức quan trọng. Từ quần áo để riêng cho vào máy giặt như thế nào, giày dép để riêng, rồi là khử khuẩn tay, rồi rửa mặt rửa mũi,
đặc biệt là xúc họng và rửa mũi bằng nước muối sinh lý là cũng có giá trị rất là cao. Trong đó thì những vấn đề về khẩu trang, tháo khẩu trang ra sau khi rửa tay xong rồi là chúng ta để vào thùng rác, tất cả những chỗ đó đều rất là quan trọng. Hiện tại mặc dù chưa có bằng chứng về việc virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua bưu phẩm hay vật phẩm giao nhận qua chuyển phát, nhưng nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại khoảng 1 ngày trên bề mặt giấy các tông và khoảng 3 ngày trên bề mặt nhựa. Dù lượng virus đó chưa biết có đủ để gây nhiễm cho người tiếp xúc hay không, nhưng cũng chưa có bằng chứng chứng minh các gói hàng mà chúng ta nhận hàng ngày là an toàn tuyệt đối. Cùng trở lại với cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, chúng ta có thể thấy rằng là lương thực, thực phẩm chính là các nhu yếu phẩm rất cần thiết trong cuộc sống. Và cho dù thực hiện giãn cách đi chăng nữa thì người ta vẫn phải đi chợ, này đi siêu thị hoặc là đặt hàng online về nhà để sử dụng lương thực, thực phẩm trong hàng ngày, hàng tuần. Vậy thì thưa bác sĩ, làm như thế nào để chúng tôi có thể hạn chế nguy cơ lây nhiễm khi mà nhận những món hàng lương thực, thực phẩm đó ạ? Nhu yếu phẩm của chúng ta trong cái thực phẩm của mình để đem về thì chúng ta sẽ thực hiện, thực hành như thế nào? Có những cái túi thì chúng ta coi đó là những cái mà rất là thông thường thôi, nhưng mà rất có thể trong quá trình đấy là có thể lây nhiễm. Thế những túi đó chúng ta cũng lại phải tháo ra, chúng ta đặt vào để trong thùng rác. Cái thực phẩm mà chúng ta mua về tươi sống thì chúng ta hoàn toàn không có xịt cái thuốc rửa khuẩn gì vào trong thực phẩm đó cả. Chúng ta sẽ rửa sạch và chúng ta chế biến và nấu. Khi đã nấu rồi thì cái virus không có vấn đề gì, chúng ta yên tâm hoàn toàn, không có phải lo ngại gì cái chuyện mà thực phẩm chúng ta mua về mà lại có cái virus trong đó cả. Dạ vâng, hiện nay thì đã có nhiều gia đình thực hiện nghiêm túc giãn cách đến mức là đóng kín cửa vì lo sợ virus sẽ bay trong không khí vào nhà. Vậy điều này có thực sự cần thiết hay không ạ? Còn virus thì còn có một cái con đường nữa là lây qua đường không khí, nhưng mà tôi đảm bảo với các bạn rằng nếu không khí mở là hoàn toàn có thể. Yên tâm, trong gia đình chúng ta tốt nhất nên mở cửa sổ và cửa sổ được thông khí một cách thường xuyên. Tất nhiên trong lúc mà điều hòa thì không ai mở làm gì, nhưng mà trong nhà thì đương nhiên là chúng ta phải mở cửa và để thông gió thường xuyên vài lần trong ngày. Ngay kể cả những trường hợp mà F0 được cách ly tại nhà ở phòng bên cạnh, ở nhà bên cạnh là chúng ta cũng đừng có phải lo ngại gì cả. Virus không có bò từ nhà này, không bay từ nhà này sang nhà khác khi mà không phải là một không gian kín. Ở đây tôi muốn nói rằng không gian kín ở những chỗ mà cách ly tập trung một phòng 4 người mà trong đó lại là một cái tiếp xúc hàng ngày mà trong vòng nhiều ngày thì lây nhiễm qua đường không khí, đấy là phải hết sức chú ý đến. Điều đó đã xảy ra và tôi chứng kiến tận mắt những chuyện đó của thành phố Hà Nội khi mà chúng ta không đặt vấn đề là giãn cách cho thật chuẩn. Vì vậy mà thực hành chuẩn 5K và giãn cách chắc chắn là biện pháp hữu hiệu, nhưng phải thực sự là 5K và giãn cách đúng theo tiêu chuẩn. Nếu chúng ta còn sơ hở chỉ nói mang chất hình thức thì chắc chắn là chúng ta vẫn còn những nguy cơ, và những nguy cơ đấy đến với tất cả mọi người, không phải cho riêng chúng ta mà cho cả những người khác. Cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Viết Nhung. Để cho chúng ta có thể hiểu rõ rằng hóa ra là cho dù ở nhà giãn cách đi chăng nữa thì vẫn có những nguy cơ lây nhiễm, đúng không ạ? Và cần cẩn trọng trong từng hành động, từ việc sử dụng khẩu trang ra sao hay là nhận các lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm về nhà như thế nào. Xin chúc tất cả mọi người sẽ luôn luôn có được những biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của mình trước dịch COVID-19.